Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Manji đã đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, 103-133 km h giật cấp 15. Hồi 4 giờ ngày 18 tháng 11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc, 118,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vô gần tâm bão, mạnh cấp 11-12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 11, bão số 9 ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông bắc, cấp 10 giật cấp 12. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 11, bão số 9 ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía tây bắc. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 11, bão số 9 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, 12, giật cấp 15, sóng biển cao 3 đến 5 m vùng gần tâm bão 5 đến 7 m biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trong khi đó, hiện nay, 18 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 18 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ đêm ngày 18 tháng 11 ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20 tháng 11 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 11. Lúc này xe cứu thương chở một bệnh nhân vào bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. Khi xe đang dừng ở sảnh phòng cấp cứu của bệnh viện thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe. Thời điểm này, trong phòng cấp cứu bệnh viện có một số bệnh nhân. Các bác sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ đưa bệnh nhân ra ngoài. Nhân viên bệnh viện sau đó đã dùng bình chữa cháy dập lửa xong bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Nghệ An đã huy động hai xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt. Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại bộ khung. Phần trần nhà trước sảnh phòng cấp cứu của bệnh viện bị cháy một phần. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Cũng tương tự vụ việc trên, ngày 13 tháng 11 vừa qua, trên một đường cao tốc ở quận Jangon, bang Maharashtra, Ấn Độ, sự cố xảy ra khi xe cứu thương đang chở người phụ nữ mang thai và gia đình cô ấy từ bệnh viện chính phủ erandon đến bệnh viện quận jangaon khi di chuyển trên cao tốc tài xế điều khiển xe cứu thương bỗng phát hiện khói bốc ra từ động cơ rất bình tĩnh tài xế điều khiển chiếc xe cứu thương dừng lại với ý định xuống xe để kiểm tra khi phát hiện sự việc không an lành tài xế đã yêu cầu hướng dẫn người phụ nữ mang thai cũng như người nhà xuống xe di chuyển đến khoảng cách an toàn chỉ vài phút sau, ngọn lửa bùng lên từ động cơ và bốc cháy dữ dội, bao trùm cả chiếc xe cứu thương. Trừ hết, một tiếng nổ lớn như là bom đã phát ra khiến nhiều người tại hiện trường bị một phen hoảng sợ. Các báo cáo chỉ ra rằng một bình oxy đã phát nổ chỉ vài phút sau khi động cơ xe cứu thương bốc cháy. Nhờ sự phản ứng kịp thời của tài xế, người phụ nữ mang thai cùng người nhà đã thoát khỏi một vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra. Cảnh sát và các quan chức sở giao thông địa phương đang điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội đã khởi tố 20 đối tượng trong vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Đường Đạo là một cô gái tử vong. Trước đó vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11 năm 2024, chị N.H.Q, sinh năm 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội, dừng xe máy chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư Trần Đường Đạo Bà Triệu hướng đi từ ga Hà Nội về bệnh viện 108. Lúc này một nhóm thanh niên điều khiển xe máy theo chiều ngược lại trên phố Trần Đường Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao đã va vào chị Quy, làm chị Quy ngã ra đường, hậu quả nạn nhân tử vong. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra làm rõ 20 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông và tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng khác. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, điều khiển xe máy Honda Vision chở Nguyễn Phương Anh, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng một số thanh niên, thiếu niên khác di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao trên phố Trần Đường Đạo hướng về phía ga Hà Nội. Do không chú ý quan sát, Nhung đã điều khiển xe máy va chạm với xe máy của chị Quy, làm chị Quy ngã ra đường. Ngay lúc đó, nt 10 k sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại Hữu Hòa, Thanh Trì, điều khiển xe máy Honda Wave chở LDC, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại Hữu Hòa, Thanh Trì đang chạy theo đoàn đã đâm tiếp vào chị Quy, làm chị Quy tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Nhung, NTMK về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp tạm giam đối với 20 đối tượng điều trên công an quận hoàn kiếm tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định ngay sau khi vụ việc xảy ra bộ trưởng bộ công an lương tam quang đã chỉ đạo công an hà nội khẩn trương điều tra xác minh xử lý nghiêm vụ việc nêu trên đảm bảo đúng người đúng tội trong đó kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật gian đe phòng ngừa chung đồng thời phối hợp với viện kiểm sát nhân dân toán nhân dân cung cấp sớm đưa ra xét xử vụ việc Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm y án sơ thẩm tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dù có tình tiết giảm nhẹ mới. Chuyên gia pháp lý đã nêu quan điểm về vấn đề này. Theo viện kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty khác. Trước khi hợp nhất, SCB hoạt động theo hình thức nhờ các cổ đông đứng tên giúp, lợi dụng vị trí cổ đông lớn của các ngân hàng, bà Trương Mỹ Lan đã thế chấp để bảo đảm các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tại cấp phúc thẩm, bà Lan thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện quyết tâm khắc phục hậu quả bằng cách có đơn cam kết đưa các tài sản không bị kê biên và dự án 6A để khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới của các bị cáo nên có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng. Tuy nhiên, đối với tội tham ô tài sản, bị cáo tổ chức thực hiện hành vi trong thời gian dài, gây thiệt hại đặc biệt lớn, dùng thủ đoạn tinh vi. Mặc dù có tình tiết giảm nhẹ mới, nhưng bị cáo chưa đủ điều kiện để giảm nhẹ hình phạt. Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư chính pháp cho biết, theo quy định của pháp luật, việc giải quyết vụ án hình sự sẽ hướng đến hai vấn đề là tội danh và hình phạt. Trường hợp bị cáo có tội, tòa án sẽ lựa chọn loại hình phạt và quyết định mức hình phạt phù hợp. Theo quy định tại Điều 50 Bộ Luật Hình Sự, việc quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình Sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, Mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, để xác định người phạm tội phải chịu hình phạt như thế nào, trước tiên phải căn cứ vào việc người đó phạm vào tội gì, ở khung hình phạt nào. Hình phạt đối với người phạm tội còn phụ thuộc vào khung khoản điều luật áp dụng có thuộc khung tăng nặng trách nhiệm hình sự hay không. Theo ông Cường, việc quyết định mức hình phạt cụ thể còn căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Những yếu tố này cũng quan trọng khi tòa án quyết định loại hình phạt và mức hình phạt cụ thể đối với từng người phạm tội khi lượng hình. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là phải áp dụng hình phạt mà pháp luật có quy định. Việc chuyển sang hình phạt khác chỉ có thể áp dụng nếu đủ điều kiện áp dụng quy định tại điều 54 Bộ luật hình sự. Đối với vụ án có khung hình phạt cao nhất là tử hình như tội tham ô tài sản mà bị cáo thực hiện hành vi tham ô với số tiền đặc biệt lớn, có thể nói là lớn nhất trong lịch sử tố tụng hình sự nhờ vụ Vạn Thịnh Phát, dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng khó có thể thoát được mức án cao nhất. Vị chuyên gia nói thêm, ở giai đoạn phúc thẩm tòa án sẽ xét xử lại phần bản án, quyết định có kháng cáo hoặc có kháng nghị. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ làm rõ việc xét xử tại cấp sơ thẩm về tội danh là đúng hay chưa, có oan sai hay không tiếp theo là làm rõ mức hình phạt và loại hình phạt áp dụng như vậy đã phù hợp hay chưa giai đoạn phúc thẩm có tình tiết chứng cứ gì mới hay không tuy nhiên thực tiễn trong tố tụng cho thấy có những vụ án mặc dù cấp phúc thẩm xuất hiện nhiều tình tiết mới nhưng xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng tòa án vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm